Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam luôn can thiệp thô bạo vào nền kinh tế, không thể đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế thị trường. Sau một thời gian phát triển nóng với mức tăng trưởng GDP luôn cao, ví dụ như mức tăng trưởng GDP năm 2022 là 8,02%, năm 2019 trước dịch là 7,02%, đến nay, kinh tế Việt Nam đang rơi vào một giai đoạn suy trầm, khủng hoảng kéo dài, chưa có lối thoát. Vì vậy, nhà cầm quyền Việt Nam rất cần sự công nhận của Mỹ và các nước phương Tây rằng Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, thể hiện qua một loạt các cuộc vận động ngoại giao của các quan chức cấp cao trong thời gian qua. Đơn cử tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam trong chuyến công du Mỹ của ông, hay lời kêu gọi của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có phải là nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn của Mỹ và phương Tây hay không? Hình ảnh Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp với Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 3. Được biết, trang web của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ghi rõ, theo luật Hoa Kỳ, việc công nhận một nền kinh tế thị trường dựa trên quá trình phân tích 6 yếu tố như sau. Thứ nhất, mức độ đồng tiền của một nước có thể chuyển đổi thành tiền tệ của nước khác. Thứ hai, mức độ mà mức lương được xác định bằng sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Thứ ba, mức độ được phép liên doanh hoặc đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam. Thứ tư, mức độ chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát đối với tư liệu sản xuất. Thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp. Thứ sáu, yếu tố khác mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho là cần phải điều tra thêm, ví dụ như sự hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp, mức độ minh bạch trong quản lý hay tham nhũng. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi chỉ phân tích yếu tố thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ Việt Nam đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp. Trước hết, cần nhắc lại Việt Nam tự nhận là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Điều này được ghi rõ trong nghị quyết Đại hội thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh EVN, doanh nghiệp độc quyền về điện, luôn bù lỗ bằng cách tăng giá, một hình thức moi tiền từ túi dân. Từ quan điểm đó, chính phủ Việt Nam đã ưu tiên cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước thể hiện rõ trong việc phân bổ các nguồn lực, kể cả nguồn tài nguyên, tài chính và nhân lực. Điều này có thể thấy rõ nhất ở ngành năng lượng, ngành chi phối toàn bộ nền kinh tế. Theo đó, ngành điện được giao cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN độc quyền khai thác. Dầu khí được giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Hơn nữa, hiện nay các công ty do nhà nước sở hữu chiếm khoảng 30% GDP cả nước, một tỷ lệ cực lớn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của đảng, hầu hết các tập đoàn con cưng của nhà nước này đều làm ăn thua lỗ, hài hước đến mức chỉ đào lên để bán như than khoáng sản Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà cũng thua lỗ liên miên. Đến mức báo Người Lao Động ngày 17 tháng 2 năm 2023 phải thốt lên rằng đào than lên bán mà TKV nợ đến 74.000 tỷ, ai tin? Hay đến người nhà nước mà còn không tin, thì dân chúng tôi tin thế nào? Nhưng bất chấp việc hàng loạt tập đoàn nhà nước làm ăn bết bát, tham nhũng tràn lan, chính phủ Việt Nam vẫn không để cho bất kỳ một công ty, tập đoàn nào phá sản. Có lẽ họ cho rằng để cho những con cưng của họ, những quả đấm thép đã mục nát, phá sản là điều rất mất mặt, là điều xấu hổ nhục nhã chăng? Hay họ cảm thấy nếu để cho con cưng này phá sản thì sẽ mất đi vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với nền kinh tế. Thế là nhà cầm quyền tìm cách cơ cấu lại, đem nợ bên này, đẩy qua bên kia, hoặc thậm chí là lấy tiền thuế của dân ra để bù lỗ. Hình ảnh con tàu rách Vinashin được một công ty nhà nước khác mua lại nợ cũng từ vốn nhà nước. Ví dụ khi cơ cấu lại các tập đoàn lớn đã bị rút cho rỗng ruột hoàn toàn như Vinashin hay Vinalize, nhà nước giao cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn động của doanh nghiệp DATC mua lại các khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đô la của các doanh nghiệp này. Nhưng thực chất DATC cũng là một công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Như vậy, tiền để DATC mua lại nợ thực chất là lấy từ tiền nhà nước, mà chính xác hơn là tiền thuế của dân. Mặt khác, giá hoặc khung giá một số mặt hàng do nhà nước quyết định, ví dụ như giá điện, giá xăng, giá viễn thông, chứ không theo quy luật cung cầu của thị trường. Có nghĩa là bàn tay của nhà nước đã can thiệp rất sâu vào nền kinh tế, chứ không phải chỉ điều tiết bằng chính sách và pháp luật.
Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan niệm và giải pháp phát triển đăng trên tạp chí Cộng sản ngày 20 tháng 1 năm 2007 cũng thừa nhận Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật và bằng cả sức mạnh vật chất của lực lượng kinh tế nhà nước. Như vậy, chỉ riêng yếu tố mức độ kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế trong tổng số 6 yếu tố theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thì nền kinh tế Việt Nam đã không đủ điều kiện để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam luôn can thiệp thô bạo vào nền kinh tế, không thể đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế thị trường. Ông Nguyễn Văn Bình, nhà cải cách chính phủ, bị bắt nhưng không công bố. VOA tiếng Việt ngày 8 tháng 5 loan tin, Project 88 Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh Xã hội. VOA dẫn thông cáo của tổ chức nhân quyền Project 88 hôm 6 tháng 5 cho hay, Công an Hà Nội đã bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, 51 tuổi, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng trước. Ông Bình được cho là đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, mà nếu được thông qua sẽ đảm bảo cho người lao động quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước. Trong khi công an chưa công bố việc bắt giữ này, Project 88 dẫn một nguồn tin nói rằng ông Bình đã bị bắt với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Hình ảnh bản tin trên VOA. Tổ chức này cũng cho biết tên và chức danh của ông Bình đã bị xóa khỏi trang web của Bộ Lao động Thương binh Xã hội tầm khoảng ngày 15 tháng 4. Vấn đề công đoàn độc lập vẫn luôn là một trở ngại trong tiến trình hội nhập của Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để xem một nền kinh tế có thực sự là kinh tế thị trường hay không. Bởi chỉ có công đoàn độc lập không chịu sự chi phối của nhà nước thì mới thực sự bảo vệ quyền của người lao động, đảm bảo quyền tự do thương lượng về lương cũng như phúc lợi giữa người lao động và giới chủ. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn luôn e ngại rằng một khi cho phép các tổ chức độc lập hoạt động thì sẽ có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát của nhà nước và họ lo sợ đó sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc cách mạng màu nào đó. VOA dẫn một nguồn tin không nêu danh tính cho biết có thể ông Bình đã bị bắt từ giữa tháng 4. Người này nói ông Bình là một nhà cải cách muốn thúc đẩy Việt Nam công nhận Công ước 87 của ILO về quyền thành lập nghiệp đoàn của người lao động. Vụ bắt giữ ông Bình diễn ra trong bối cảnh một làn sóng đàn áp mới ở Việt Nam. Vẫn theo Project 88, hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động. Năm ngoái, các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ đã ra lệnh đàn áp nhân quyền do lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài. Tổ chức này cho biết thêm, vào thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của ILO. Nếu được thông qua, sẽ đảm bảo cho người lao động quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước, Project 88 nhận định. Vụ bắt giữ ông Bình là một vụ bắt giữ nhà cải cách chính phủ đầu tiên trong những năm gần đây. Tổ chức này đánh giá, VOA cho biết ông Nguyễn Văn Bình được cho là người đã vận động trong chính phủ việc mở rộng các biện pháp bảo vệ cho người lao động. Ông có bằng tiến sĩ luật kinh tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi ông thực hiện nghiên cứu về tổ chức công đoàn, cách tăng cường tính độc lập và tính đại diện của công đoàn ở Việt Nam. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, một người bảo thủ và luôn tìm cách trì hoãn tiến trình dân chủ hóa. VOA cũng cho biết ông Bình từng làm việc cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước khi làm việc tại văn phòng Hà Nội của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO trong thời gian 5 năm và sau đó trở thành nhà hoạch định chính sách tại vụ pháp chế của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Project 88 đánh giá rằng ông Bình là nhân tố chủ chốt đằng sau Bộ Luật Lao động 2019 tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam phê chuẩn các công ước của ILO bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước khi bị bắt, ông Bình đang chuẩn bị hồ sơ phê chuẩn Công ước 87 của ILO với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO để trình Quốc hội Việt Nam. VOA cho biết thêm, theo Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, Việt Nam đã đồng ý phê chuẩn công ước này vào năm 2023. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã trì hoãn quá trình này, nhưng hiện tại, Liên minh châu Âu vẫn chưa áp đặt bất kỳ hậu quả nào đối với sự chậm trễ của Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ông Nguyễn Văn Bình, nhà cải cách chính phủ, bị bắt
nhưng không công bố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.